Phước đức nhân duyên bởi tài người, luật đời nhân quả có lâu rồi. Lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Chớ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì. Trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, mình được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được thần tài ban lộc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu có đến già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải xin chia sẻ tới quý bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Hai tay chăm chỉ vươn lên, Đinh Mùi sẽ có tháng ngày yên vui, một tháng tiến bước thành công, những tháng sau đó không còn lo toan, công danh sự nghiệp rạng người, ăn nhiên phát lộc, mua đời ấm no. Cuộc đời tuổi Đinh Mùi 1967, từ nay đến hết tháng 7 âm lịch, số mệnh phú quý, tình tiền viên mãn nếu biết điều này. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị tháng mới có nhiều may mắn, tài lộc và thành công. Quý vị thân mến, nhiều người tự hỏi rằng tại sao mình chăm chỉ cố gắng như vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Đã thế, làm việc gì cũng gặp vận xui, liên tiếp bị cản trở bởi kẻ tiểu nhân anh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại và họ thầm trách ông trời ban cho số phận hẩm hiu. Nhưng nhờ vậy họ mới có được những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai. Vì vậy bạn đừng nản lòng mà bỏ cuộc giữa chừng nhé. Nói đến đây thì chợt phát hiện ra lời tiên tri chính xác, gây chấn động giới tử vi học về cuộc đời của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Năm 2024 với nhiều thông tin hết sức bất ngờ, thành hay bại, giàu hay nghèo đều từ năm này mà ra. Đặc biệt là có 3 tháng may mắn giữa năm, nếu con giáp này nhanh tay nắm chắc được vận trình của mình trong 3 tháng này thì chắc chắn sẽ giàu sang, sung sướng, công danh thành đạt, tiền về ngập két, mở ra cuộc sống hậu vận an nhàn, hưởng phúc trời ban. Nhưng nếu như lỡ bỏ qua video ứng nghiệm lời tiên tri này thì cuộc sống sẽ lắm gian truân, vất vả, về già cũng khó được yên thân, mất mát tư phía, cuộc đời vẫn cứ mãi nghèo đói bủa vây. Vậy trong 3 tháng này có lời tiên tri gì giúp Đinh Mùi sinh năm 1967 đổi đời giàu có, tiền tiêu không hết và vận trình tử vi chi tiết các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của Đinh Mùi 1967 trong 3 tháng may mắn này sẽ ra sao? Ngày hôm nay quý vị hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm câu trả lời chi tiết quý vị nhé! Kính thưa quý vị, người sinh năm Đinh Mùi mang mệnh thủy, tính cách họ cũng như dòng nước êm đềm, hiền hòa, khéo léo và dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác mà được mọi người vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, song có phần ưa hoàn mỹ thái quá, nên dù mọi chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho Đinh Mùi phiền não, suy nghĩ không thôi. Người này cần tìm cho mình người bạn đời có tính cách độc lập và quyết đoán để bù đắp cho những thiếu sót của mình. Có thể nói, Đinh Mùi Thiên Hà Thủy là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách này có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều, nên cần thận trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác cùng người khác. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu hơn. Về vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn, thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công, nên hướng phát triển ra ngoài. Nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em, bạn bè. Nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới hợp tác làm ăn. Sự nghiệp hanh thông, mọi sự cắt lành, thuận lợi. Tuy nhiên, khối lượng công việc khá lớn, áp lực cũng nhiều. Song điều may mắn được quý nhân tương trợ, đồng nghiệp giúp sức nên cuối cùng cũng hoàn thành được công việc một cách ổn thỏa. Quan hệ với bạn bè,
đồng nghiệp của tuổi Đinh Mùi rất tốt, tuy bản tính có đôi chút cố chấp, nhưng trước bạn bè họ vẫn lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Về mặt sức khỏe, con giáp này nên chú ý giữ gìn khi mùa đông đến. Thời tiết lạnh lẽo có thể khiến bạn dễ sinh nhiều bệnh tật. Trong cuộc sống hàng ngày cũng cần chú ý đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ sao cho hợp lý và khoa học. Vào các mùa khác trong năm thì sức khỏe không có gì đáng ngại. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi mệnh thủy không được tốt lắm về đường tài lộc, song cũng chớ nên quá lo lắng. Dù điều kiện kinh tế có không được bằng người khác, nhưng tất sẽ có quý nhân tương trợ, có một khoản tiền về tay. Biết tích trữ theo năm tháng thì sẽ giành được khoản tiền to, đủ để Đinh Mùi có được cuộc sống thoải mái và an nhàn khi về già. Năm 2024 với tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 được đánh giá là một thời kỳ may mắn, nhiều hứa hẹn, đặc biệt là vào thời điểm giữa năm và cuối năm. Trong năm nay, nữ mạng được sao Mộc Đức chiếu mệnh, chủ về nhiều niềm vui. Đây là sao tốt trong hệ thống cửu diệu niên hạn, giúp bản mệnh có cuộc sống bình an, sinh tài, sinh lộc, công việc nhiều thuận lợi, gia đình, con cái đều êm ấm, hòa hợp, đón nhận nhiều tin vui. Nam mệnh Đinh Mùi có sao Thủy Diệu soi chiếu, đây là một sao trung tính, nên vận trình sẽ khá êm đẹp và không bị ảnh hưởng nhiều. Nếu vượt qua thử thách ban đầu, thì cuộc sống sẽ có nhiều may mắn và niềm vui. Vận may và tài lộc cũng như công việc kinh doanh gặp nhiều cắt lợi. Tuy nhiên năm 2024 này, nam mệnh gặp hạn toán tận, gia chủ nên cẩn thận giữ tiền bạc và tài sản cá nhân, không góp vốn làm ăn chung để tránh thất thoát nhé. Nhìn chung, năm 2024 được định sẵn là một năm tốt lành, nhiều may mắn đối với người tuổi Đinh Mùi và có 3 tháng giữa năm được dự báo là tháng phát tài, nổ lộc của Đinh Mùi. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 3 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu như vũ bão trong năm 2024. Sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị luận bàn về phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của tuổi Đinh Mùi trong tháng 5, 6, 7 âm lịch. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tử vi sự nghiệp tháng 5, 6, 7 âm lịch. Trong 3 tháng tới, người tuổi Đinh Mùi đón nhiều tin tức tích cực khi vận trình bừng sang, may mắn theo sát bước chân con giáp này. Tháng này dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu. Mọi nỗ lực, cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Công việc của Đinh Mùi đang tiến triển rất tốt, quý nhân tam hợp nâng đỡ. Hứa hẹn bản mệnh có thể đạt được những thành tựu vẻ vang như kỳ vọng, tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm, giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Quan trọng nhất là tâm tư bản mệnh thoải mái, nghĩ gì cũng thấy thông suốt, đưa ra quyết định nhanh chóng, vừa tiết kiệm thời gian mà lại đạt năng suất cao. Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, 3 tháng giữa năm này là thời điểm khá lý tưởng, tranh thủ đánh nhanh, thắng nhanh, đã quyết là làm, tận dụng sức mạnh của quan đới, khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển công danh sự nghiệp. Quan đới quyền tinh còn mang tới điểm báo về sự thăng tiến trong sự nghiệp, quan lộ ngày càng thanh thang rộng mở, đầu tư có lời lãi nhất định, người làm kinh doanh cũng tạo được vị thế vững chắc trên thị trường, đã tới lúc anh chị cho mọi người thấy sự giỏi giang, tư chất lãnh đạo của mình rồi đó, cơ hội đến mà không biết nắm bắt sẽ là có lỗi với chính mình. Tuy nhiên trong 3 tháng tới, bản mệnh lại chịu sự quản thúc của sao Thái Tuế, dù vận khí có hanh thông đến mấy, vận quý nhân dồi dào nhường nào đi nữa, tuổi Đinh Mùi vẫn khó tránh khỏi hung vận từ kẻ tiểu nhân, vậy nên làm gì cũng cần thận trọng, cần tắc vô ưu. Thái Tuế tượng trưng cho chính cái tôi bướng bỉnh của anh chị, dù thông minh tài giỏi đến đâu đi nữa, vẫn cần học chữ khiêm nhường, có như vậy vạn sự mới thuận, nhất là những ai đã bắt đầu làm việc ở nơi mới, vị trí mới, cần tránh ngựa non háu đá, kẻo rước họa thị phi vào thân. Trong quá trình làm việc, dù vấp váp bất cứ trở lực nào cũng cần từ tốn bình tĩnh để giải quyết, khi đã xử lý xong xuôi mọi việc cũng đừng vỗ ngực ra oai, quát nạt người khác. Tử vi tài lộc tháng 5, 6, 7 âm lịch. Xem tử vi phương Đông cho thấy, một khi công việc hanh thông, không có lý gì mà tiền bạc lại không vào túi anh chị phải không ạ? Được quan đới trợ lực, tình hình kinh doanh, buôn bán tiến hành trôi chảy, tuổi Đinh Mùi có thể ký kết nhiều hợp đồng giá trị, nhận được nhiều đơn đặt hàng lớn. Với người làm công việc cố định, công việc trên đà thuận lợi thì không có lý gì mà tài lộc lại giảm sút được. Bởi vậy, những chú dê cứ kê cao gối mà ngủ, nỗ lực phấn đấu rồi cũng có ngày được đền đáp xứng đáng. Hơn nữa, sức mạnh của quan đới mang tới uy quyền mạnh mẽ, không chỉ thúc đẩy công danh sáng lạn, mà cả tài lộc cũng vượng phát. Một khi công việc thuận lợi nhìn thấy thành quả rồi, anh chị hãy tự tin để đề xuất tăng lương, tăng mức thưởng, thì chắc chắn sẽ có thể thuyết phục được cấp trên. Tuy nhiên, có tiền cần quản lý chặt chẽ, đề cao cảnh giác với sự xuất hiện của sao Thái Tuế. Cái tôi cá nhân của mệnh chủ quá mạnh, lấn át mọi người xung quanh, gây bất lợi cho quá trình hợp tác. Có người nhận lời mời hợp tác không phải vì sự tin tưởng, đơn giản họ nghĩ anh chị có tiền,
sợ cái uy lực của anh chị, sợ thương trường cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Nếu là tạm thời điều đó có thể chấp nhận được, nhưng về lâu về dài không ổn chút nào. Mọi mối quan hệ cần được xây dựng trên niềm tin, sự hỗ trợ lẫn nhau, có như vậy mới bền chặt. Bên cạnh đó, tuổi Đinh Mùi cũng cần chọn bạn mà chơi, tuân thủ nguyên tắc quý hổ tinh, bất quý hổ đa, thà ít bạn nhưng chất lượng còn hơn là nhiều mà không đâu vào đâu. Dù tài lộc có vượng phát, nhưng các chi phí phát sinh trong tháng cũng nhiều, bản mệnh cần chi tiêu cho phù hợp, đừng để đầu tháng tiền đầy túi nhưng cuối tháng lại cạn kiệt. Ngoài ra trong 3 tháng tới, với những người giỏi giang làm lụng, kết hợp với việc tiết kiệm cũng giỏi, rất có thể anh chị sẽ đầu tư một khoản tiền để mua nhà, mua xe, mua dự án đất đai nào đó, hay được con cái đưa đi du lịch xa. Việc lên kế hoạch chi tiêu càng cụ thể càng tốt, nó vừa giúp anh chị vừa tiết kiệm chi phí, thời gian mà lại không phải quay cuồng nghĩ ngợi. Để tăng cường may mắn về tài lộc, tuổi Đinh Mùi có thể trưng các loại cây cảnh vượng lộc như cây kim tiền, chúc phú quý trên bàn làm việc. Những cây này có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài vận ổn định và bền vững hơn. Tử vi sức khỏe tháng 5, 6, 7 âm lịch. Nhìn chung, tình hình sức khỏe trong 3 tháng giữa năm 2024 của người tuổi Đinh Mùi rất tốt, không có gì đáng lo. Tuy nhiên, một vấn đề bạn cần hết sức lưu ý đó là kiểm soát lượng thức ăn đưa vào cơ thể, tránh tình trạng căng cân, tích mỡ, khiến cơ thể ì ạch, thiếu sự linh hoạt. Trong tháng 5, 6, 7 âm này, những chú dê có được phúc, báo hiệu liên tục được mời ăn uống, tiệc tùng. Nếu không kiểm soát lượng thức ăn đưa vào cơ thể, cân nặng sẽ tăng rất nhanh. Trong khi đó tuổi Đinh Mùi vốn không thuộc tiếp chăm chỉ vận động cho lắm, làm việc thì hăng say mà thể thao thì chỉnh mảng, thành ra đầu vào thì nhiều, mà đầu ra lại hạn chế, tăng cân là điều khó tránh. Một khi cơ thể phì ra, vừa mất thẩm mỹ lại tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật, đúng là lợi bất cập hại. Bên cạnh đó, anh chị cũng cần hạn chế những thực phẩm giàu chất đạm, chất béo, tránh gây áp lực cho dạ dày và hệ bài tiết. Những ai có bệnh sử nhồi máu cơ tim, máu nhiễm mỡ, huyết áp cao càng cần phải thận trọng trong vấn đề ăn uống. Hơn nữa, sang tiết trời mùa hạ đúng vào 3 tháng nắng nóng, khiến dương hỏa vượng, khó tránh lắm lúc Đinh Mùi mệt mỏi, uể oải, thiếu tập trung, cần chú ý nghỉ ngơi, dưỡng sinh điều độ, nhất là vào thời điểm cuối tháng, nhiều công việc cần quyết toán, áp lực tinh thần tăng, càng dễ mệt mỏi, xuống sức. Đặc biệt, Đinh Mùi cần chú ý nhất vào tháng 7 âm lịch, được coi là tháng cô hồn, âm khí vượng, nhắc nhở những ai vốn sức khỏe yếu, lại ngủ không đủ giấc, hay nằm mơ thấy ác mộng, hạn chế ra ngoài vào buổi đêm và sáng sớm, tránh bị nhiễm hàn khí, âm khí, gây hại cho cả thể chất và tinh thần. Tử vi tình cảm, gia đạo tháng 5, 6, 7 âm lịch. Bước sang tháng 5, 6 và tháng 7 âm lịch, nguyệt lệnh lâm quan đới, đường công danh, tài lộc của tuổi Đinh Mùi rộng mở là thế, nhưng chuyện tình cảm lại chưa đâu vào đâu. Được quyền tinh chiếu mệnh, anh chị dành phần lớn thời gian chú trọng tới sự nghiệp, nghĩ cách mưu sinh, làm giàu mà ít quan tâm tới chuyện tình cảm riêng tư. Đó là một trong những lý do khiến tình cảm vợ chồng giảm sút, con cái ít được quan tâm. Bên cạnh đó, sao thái tối lại khiến cái tôi cá nhân của bản mệnh quá mạnh, lấn át hết phần người khác. Đôi lúc anh chị nóng nảy, càng ngày càng có xu hướng hà khắc, không đặt mình vào vị trí của đối phương, khiến gia đình luôn trong không khí bí bách. Cả hai đều cần dành thời gian để xem xét lại vấn đề này, tránh để mâu thuẫn gia đình ảnh hưởng tới con trẻ trong nhà. Còn với người độc thân, đào hoa trong thời điểm này của anh chị không có khởi sắc rõ rệt, đôi lúc nảy sinh vài cảm xúc đặc biệt với ai đó, nhưng đều chỉ là cơn cảm nắng thoáng qua. Chẳng đi đến đâu, duyên chưa tới thì dù có cưỡng cầu cũng không thể thành, anh chị vẫn nên đợi tới một thời điểm thích hợp hơn rồi sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Muốn vậy, trước hết anh chị phải nghiêm túc với tình cảm của chính mình, tránh vì cảm giác cô đơn nhất thời mà nắm vội một bàn tay không thuộc về mình. Dành chút thời gian để xem lại chính mình là điều anh chị cần làm tại thời điểm này. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 tháng 5 âm lịch. Xem tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Đinh Mùi âm lịch thấy rằng, nhìn chung người tuổi Đinh Mùi sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong tháng 5 này. Anh chị nên tin tưởng vào bản thân và chủ động nắm bắt các cơ hội, chớ nên để những lo âu, muộn phiền, tự ti khiến mình lùi bước. Được nhị hợp trợ vận, đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp, nhờ có sự đoàn kết, nhất trí giữa mọi người mà công việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, nhân duyên hài hòa còn giúp anh chị có cơ hội gặp được quý nhân chỉ ra hướng đi mới cho sự nghiệp. Chuyện hợp tác làm ăn cũng sẽ đem tới nhiều lợi ích cho bản mệnh. Anh chị có thể làm quen được với nhiều đối tác, khách hàng triển vọng, giúp bản mệnh kiếm được tiền về trong túi. Nếu có ý tưởng kinh doanh nào mới,
thì Đinh Mùi nên mạnh dạn triển khai. Dù có thể anh chị sẽ phải vất vả nhiều hơn, lo âu nhiều hơn, song tương lai rất triển vọng. Công việc liên tục có những bước phát triển mới, có thể khiến cho người tuổi Đinh Mùi khá vất vả, bôn ba nhiều hơn trong khoảng thời gian trước đó. Bởi vậy, bạn càng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Dù công việc có bộn bề đến thế nào, bạn cũng cần nhớ phải ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Nếu có thời gian rảnh hãy tham gia vào các hoạt động thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống nha. Quý nhân Ngọ Tỵ, tiểu nhân Thìn Tuất. Màu sắc may mắn trắng xanh. Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967, tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch thấy rằng vận trình của người tuổi Đinh Mùi trong tháng mới nhìn chung có cát, có hung, có thăng, có trầm. Nếu anh chị đang mong chờ một sự bùng nổ nhất định thì tháng này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Sự nghiệp của tuổi này được nguyệt lệnh lâm quan đới tương trợ nên không có nhiều biến động đáng lo. Bản mệnh có thể giữ được tâm lý vững vàng khi xử lý công việc được giao phó, ngày càng tạo dựng được uy tín trong mắt mọi người. Tuy nhiên, hung tinh sao Thái Tuế cũng dự báo về hung họa tiềm ẩn, bản mệnh có thể bị tiểu nhân cản trở, cướp đoạt công sức nếu không đủ tỉnh táo và sáng suốt. Càng những người thường ngày ít giao tiếp nhưng bỗng trở nên sởi lời, anh chị càng cần phải đề phòng để tránh thiệt thân. Thời điểm này, bản mệnh có thái độ khá dè dặt và bảo thủ trong các hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, vì may mắn có thực thần phù trợ mà bạn vẫn tìm được những cơ hội kiếm tiền đáng quý. Những người làm kinh doanh có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy, việc buôn bán cũng tiến hành thuận lợi. Ở phương diện tình cảm, Đinh Mùi có nhiều vấn đề cần giải quyết sớm, càng để lâu thì chúng giống như quả bom hẹn giờ, đe dọa hạnh phúc của bạn bất cứ lúc nào. Với Đinh Mùi độc thân tuy cũng có chút đào hoa, có người theo đuổi nhưng vẫn chưa thể tìm được bến đỗ chân thành. Sức khỏe của những chú dê cũng chưa có nhiều cải thiện trong tháng 6 năm 2024 âm lịch này. Bản mệnh cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Quý nhân Ngọ Tỵ, tiểu nhân Thìn Tuất. Màu sắc may mắn trắng xanh. Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967, tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tháng, vận trình tháng 7 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi khởi sắc lên trông thấy, ví như cầu vồng sau cơn mưa, cần chủ động nắm bắt cơ hội. Công việc có xuất hiện khó khăn, trở ngại, nhưng cuối cùng đều được xử lý ổn thỏa. Đầu tháng vất vả đôi chút, nhưng cuối tháng thu hoạch khá đáng để phấn đấu và chờ đợi. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Đinh Mùi có nhiều điểm sáng bất ngờ. Bản mệnh được nhiều cát tinh cao chiếu, tinh thần làm việc hăng hái, quyết đoán, có thể đưa ra những quyết định quan trọng nào đó ảnh hưởng tới tương lai sau này. Vận quý nhân vượng, khó khăn có người hỗ trợ nhiệt tình, tài vận trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, dấu hiệu chưa rõ ràng, cần kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu, ắt sẽ thành công. Tuy nhiên cần chú ý vận trình lâm suy có chiều hướng suy giảm dần, cần chớp thời cơ để tiến hành việc quan trọng đúng lúc, đúng thời điểm, đừng do dự quá nhiều, hãy tin tưởng vào quyết định, sự lựa chọn của anh chị. Thái Dương cát tinh xuất hiện kịp thời, soi đường chỉ lối, giúp bản mệnh dễ gặt hái thành công như mong đợi. Về sức khỏe, cần chú ý cơ thể xuất hiện một vài dấu hiệu bất thường, đề phòng các bệnh về mắt và hệ tiêu hóa. Ngoài ra, đi lại an toàn, tránh gặp tai nạn bất ngờ. Tình cảm nên để thuận theo tự nhiên, gượng ép chỉ khiến cả hai phải đau buồn. Nếu phát hiện thấy tình cảm không còn, đừng níu kéo, hãy giải phóng cho cả hai. Thêm diêu mang đến tin mừng và cả sự rắc rối cho người độc thân. Quý nhân Mão Hợi, tiểu nhân Tuất Sửu. Màu sắc may mắn trắng xanh. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Đinh Mùi theo tháng sinh. Tuổi Đinh Mùi đại diện cho những người sống tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt người tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Nhờ đó, con đường sự nghiệp của những người tuổi này phát triển rộng mở, đặc biệt nhờ lòng tốt, sống bao dung mà đường đời của người tuổi Đinh Mùi thường được suôn sẻ và may mắn, có khó khăn cũng được quý nhân phù trợ, giúp sức vượt qua. Gia đình yên ấm, hòa thuận, hạnh phúc, con cái để huề, càng già càng có phúc lộc trời ban, an nhàn bên con cháu. Quý vị thân mến, mỗi người sinh vào những tháng sinh khác nhau nên tử vi cũng có sự khác biệt. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 1 âm lịch. Đây là người có tài mưu trí thông minh và nhanh nhẹn, có đầu óc logic, khoa học, luôn năng lượng, nhiệt tình mọi lúc mọi nơi, tính tình thân thiện, cởi mở, hoạt bát nhưng cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận. Tuy nhiên, đôi khi họ lại thiếu sự chín chắn và quyết đoán. Người này có số ít của,
nhưng bù lại được gia đình hạnh phúc, hòa thuận, cuộc sống vui vẻ, ấm no, công việc ổn định, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, chuyện thị phi, rắc rối trong đời là khó tránh khỏi, cần hết sức chú ý đề phòng cẩn thận, tránh các sự cố không may bất ngờ xảy ra. Sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi sinh vào tháng này thường sở hữu tính cách nhu mì, điềm đạm, ôn hòa lại hết sức chu đáo, luôn cư xử một cách đúng mực, có tấm lòng bao la, rộng lượng, sống có tình có nghĩa nên họ có vận số tốt đẹp, được nhiều người yêu mến và tôn trọng. Họ là người có danh tiếng học thức và có địa vị cao trong xã hội, công chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp không ngừng thăng tiến, mệnh số hưởng nhiều phú quý, vượng lộc. Sinh tháng 3 âm lịch. Đây là tháng tiết thanh minh, cho nên những người mà sinh vào tháng này thường là các nhân vật xuất chúng, tài năng vượt trội, thông minh hơn người. Họ là những con người dũng cảm, nghĩa hiệp và cao thượng, được nhiều người coi trọng và ngưỡng mộ, là người có tài, có trí, dựa rằng tương lai ắt làm nên cơ sự, đại nghiệp lớn, có vận số tốt hưởng nhiều phúc vận và tài lộc. Sinh tháng 4 âm lịch. Thuộc tuýp người có học thức và sự hiểu biết, họ luôn nhìn nhận cuộc sống một cách khách quan, khoa học và thực tế, là người có nghị lực, ý chí dũng cảm, kiên cường, họ can đảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong đời. Tuy rằng, đôi khi có gặp phải tai họa, hoạn nạn và vận may, tài lộc đến muộn, nhưng nói chung vận số khá tốt, con cháu thành đạt, cuộc sống ấm no, sung túc, hạnh phúc. Sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 với tiết mang trùng, hầu hết những người tuổi Đinh Mùi sinh vào tháng này có tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên quyết, đặc biệt họ là những con người có tài lãnh đạo và khả năng quản lý giỏi, mệnh số tương đối tốt, là người có danh tiếng, có quyền lực và địa vị, chỗ đứng trong xã hội, vừa có tài, có tâm, lại có đức, tấm lòng lương thiện, được người đời nể phục, kính trọng. Sinh tháng 6 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi sinh vào tháng này có tài trí mưu lược hơn người, họ là những con người nho nhã, chính trực, lễ nghĩa và luôn coi trọng chữ tín, là người có đầy đủ những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, vận số của họ rất tốt, hưởng nhiều phúc lộc, tài vận và gặp nhiều may mắn cuộc sống, thuận lợi công việc, làm ăn suôn sẻ. Sinh tháng 7 âm lịch. Sinh vào tiết Lập Thu, cho nên người tuổi này là những người có suy nghĩ thông thái, mưu trí và tài lược, sống có chí khí và đáng được coi trọng, mọi việc như ý, gây dựng được cơ nghiệp lớn, đón nhiều tài lộc, may mắn, gia đình hương thịnh. Sinh tháng 8 âm lịch. Sinh vào tháng 8, người này có học vấn, có trí thức, có năng lực trong công việc, được cấp trên coi trọng và đánh giá cao. Do vậy, họ thường giữ các chức vụ quan trọng với những trọng trách cao cả. Họ là người sống tự chủ, tự thân lập nghiệp, dựa trên chính đôi tay của mình để vươn lên trong cuộc sống, là người có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành. Do đó, nếu có gặp rắc rối đều có thể tự xoay chuyển được. Sinh tháng 9 âm lịch. Sinh vào tiết Hàn Lộ, người này thường phải trải qua một quá trình gian nan, thử thách mới có thể thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống, dễ gặp bệnh tật và bị tai tiếng, do đó nên chú ý đề phòng, bảo vệ sức khỏe cũng như miệng lưỡi tiểu nhân, tránh xung đột và rắc rối không đáng có. Sinh tháng 10 âm lịch. Là người có tài năng, năng khiếu và sức sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, tuy rằng cuộc sống không quá giàu sang, quyền quý, nhưng nhìn chung vận số khá tốt, sự nghiệp rộng mở, có cơ hội thăng quan tiến chức trong công việc, cuộc sống yên bình, gặp nhiều may mắn. Sinh tháng 11 âm lịch. Sinh vào tiết Đại Tuyết, người này tuy rằng được hưởng nhiều tài lộc, phúc vận của trời, nhưng số phải trải qua nhiều gian nan, thử thách trong đời, thời trung niên bắt đầu làm ăn phát đạt, cuộc sống hưng thịnh. Sinh tháng 12 âm lịch. Sinh vào tiết Tiểu Hàn, tức từ phía băng phủ cho nên người này sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống, số mệnh phải sống tự lập, tự chủ, không nhận được sự trợ giúp của người khác. Chính vì thế, để có thể đạt được ước mơ và thành công trong sự nghiệp, người này phải nỗ lực phấn đấu, không ngừng kiên trì, có sự quyết tâm cao độ. Có như vậy thì cuộc sống sau này mới được hưởng phúc, sung túc về già. Quý vị thân mến, sống trên đời không thể vạn sự như ý. Có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời. Nếu chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực thế nào cũng xong. Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già. Tuổi không già tâm già, thế là không già lại thành già. Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già, và đặc biệt là chúng ta nên có lối sống tích cực, lạc quan thì không chỉ giúp khỏe mạnh mà còn an nhiên, vui vẻ hơn, sống thọ hơn. Và sau đây là 6 bí quyết vàng để cô bác tuổi Đinh Mùi luôn sống lạc quan, hạnh phúc. 1. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Khi lớn tuổi, tác động của quá trình lão hóa càng rõ rệt hơn, chức năng của hệ tiêu hóa giảm, sức nhai yếu. Do đó các bữa ăn của người cao tuổi chỉ nên sử dụng các loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng mà dễ hấp thu như cá, trái cây, rau xanh,
ngũ cốc nguyên hạt, thìn nặc. 2. Kế hoạch tài chính vững vàng. Việc lên kế hoạch tài chính và thực hiện một cách có kiểm soát sẽ giúp cuộc sống bước vào hưu trí ổn định và bền vững. Từ đó, việc hiện thực hóa những ước mơ dễ dàng hơn. Theo các chuyên gia, người lớn tuổi không nhất thiết phải sở hữu một số tiền lớn, song việc chuẩn bị trước một khoản dự phòng sẽ thực sự hữu ích. Khi có biến cố bất ngờ xảy đến, thay vì chọn các kênh đầu tư cần nhiều kiến thức chuyên sâu về tài chính hoặc đòi hỏi số vốn lớn, đa số người sắp bước vào tuổi cao nên thường chọn lựa một kế hoạch bảo hiểm phù hợp với khả năng và nhu cầu của mình, vừa được đảm bảo tài chính trước các rủi ro khó lường trong cuộc sống, vừa sở hữu nhiều quyền lợi bảo vệ sức khỏe. 3. Nuôi dưỡng hạnh phúc. Tuổi cao thường mang lại cho người ta cảm giác mất mát, bệnh tật, cảm giác vô nghĩa và lo lắng về các vấn đề mà bạn không thể kiểm soát. Khi các dây thần kinh trở nên yếu, tinh thần không tốt, khiến sức khỏe có nguy cơ suy giảm. Vì vậy, điều cần thiết là phải nuôi dưỡng hạnh phúc thông qua các bài tập hàng ngày, nghĩ về những điều tốt đẹp, chơi với những người lạc quan. 4. Có một sở thích riêng. Cuộc sống sẽ có mục đích hơn khi bạn lựa chọn những điều bạn muốn làm và sau đó làm cho bằng được. Một sở thích là cách tuyệt vời để tập trung vào niềm vui và tạm quên đi những điều xảy ra xung quanh. Chắc chắn điều này cũng sẽ giúp bạn đến gần hơn với những người có cùng sở thích như chơi cờ, câu cá và có sự giao lưu, tương tác tốt hơn. Quan trọng là sở thích phải thú vị, giá cả phải chăng và hãy làm những điều mình thích một cách vừa phải thôi nhé. 5. Động viên bản thân mỗi ngày. Người lớn tuổi suy nghĩ dễ tiêu cực, tuy nhiên thay vì nghĩ hãy làm đi, làm một cách nhiệt huyết như khi tuổi còn trẻ, như tập thể dục mỗi ngày, đọc, suy niệm, nấu các món ăn mới, nghe nhạc, đi chơi với bạn, vân vân. Vì đây là những điều bạn có thể làm có thời gian để làm và quan trọng nhất là đáng được hưởng sau mấy chục năm làm việc. Hãy tự tiếp thêm sinh lực cho chính mình để sống một cuộc sống tích cực, bất kể ngày mai ra sao. 6. Tập yoga. Thực hành yoga và thiền định mỗi ngày trong một giờ để đánh thức năng lượng giác ngộ. Một tâm trí bình tĩnh là một tâm trí tích cực. Yoga và thiền cũng có thể giúp bạn bình tĩnh bất cứ khi nào bạn cảm thấy tư tưởng bất hạnh, vô độc. Nếu yoga không giúp bạn tâm an, hãy tiếp tục tìm kiếm những thủ lĩnh tinh thần chẳng hạn như Đức Phật, Chúa. Suy ngẫm về các bài học triết lý từ tôn giáo tích cực sẽ giúp bạn có tâm trạng nhẹ nhàng, hạnh phúc. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Chúc quý vị và các bạn có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.